Gặp lại họa sĩ Lão Thành, Hồ Thành Đức ở quán cà phê Factory. Xin chào ông họa sĩ Thành Đức, cho một lời chào ạ. Chào. Họa sĩ Thành Đức có thể cho biết là dạo này như thế nào ạ? Tôi vẫn sáng tác và tôi vẫn in sách, tôi vẫn làm thơ, tôi vẫn giữ được cái mức độ sáng tác của tôi và còn mà bình tĩnh, mặc dù là tôi đã trên 70 tuổi, để làm việc nghệ thuật tiếp tục. Họa sĩ Hồ Thành Đức, nhắc tới họa sĩ Hồ Thành Đức thì thường biết tới loạt tranh rất quen thuộc của ông là Phật và Chúa. Hiện nay thì ông sáng tác theo cái mảng đề tài nào thưa ông? Thật sự là cái Phật mà tôi đương vẽ một cái Phật rất đẹp ở nhà, và Chúa trong quá khứ thì tôi chỉ thích hai ông đó, mặc dù là cái tôn giáo của tôi là cũng đứng giữa hai cái đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái đời sống của tôi, cái hai chung chung của hai người đó là hai cái bài kinh thắng người đối với nghệ sĩ tạo hình. Là không có cái gì biểu hiện bằng cái từ bi, và không có biểu hiện gì bằng đau khổ, bằng tiếng và vậy hiện nay thì họa sĩ Hồ Thành Đức sáng tác về mảng đề tài nào là chính hiện nay? Thì tôi vẽ về, tôi đương làm một cái đề tài về Hoa Kỳ và Việt Nam, đất nước và con người. Đất nước và con người. Thành ra thì tôi đến, tôi nhận được Hoa Kỳ buổi đầu chỉ có ngựa và núi và người da đỏ. Thế mà họ hiện nay họ đã làm thành một cái nước văn minh nhất trên thế giới, và đàng hoàng nhất trên thế giới, và ổn định nhất trên thế giới. Thành ra đó, cái đó mà tôi vẽ về Việt Nam đó là nơi yêu quý của tôi. Dù ai ở đến đó cũng như quốc gia gì hết, Việt Nam vẫn có hai chữ: Việt Nam quê hương ta, Hoa Kỳ là quê hương ta. Thành ra tôi đưa cái đẹp của Mỹ ra và đưa cái đẹp của Việt Nam ra, để chúng ta những người có vì hoàn cảnh đất nước nhất thời và bỏ chúng ta đi, nhưng mà rồi con cháu chúng ta hãy quay về với cái đẹp của ông bà tông mẹ thực tạo hình. Nói về đề tài, có một mảng đề tài rất nhiều họa sĩ của chúng ta thường hay khai thác, đó là đề tài khỏa thân. Họa sĩ Hồ Thành Đức cũng là một họa sĩ ở tuổi lão thành rồi. Theo họa sĩ Hồ Thành Đức thì đề tài khỏa thân có liên quan gì tới tuổi tác hay không? Nói một cách cụ thể là tới một cái tuổi nào đó thì là người họa sĩ sẽ ngưng sáng tác về đề tài khỏa thân hay không ạ? Thật sự là tôi có hai bức tranh, và có rất nhiều bức tranh khỏa thân, nhưng mà tôi vẽ cái đề của người phụ nữ, cái đề của người phụ nữ không cần phải là mình bị những cái cảm giác của tuổi tác về sinh lý mà mình mới vẽ. Thật sự ra thẩm mỹ là trong cái đường cong, tất cả người ta vẽ của người là người ta vẽ cái đẹp của nó, người ta vẽ người đàn bà là người ta vẽ cái đẹp của nó. Thành ra nó thể mà còn vẽ được thì người phụ nữ vẫn đại diện ở trong nghệ thuật của mình, trong khỏa thân. Vẽ khỏa thân là nói về đường nét êm đẹp, tiếng đó vui vẻ, và khỏa thân là một cái điều hấp dẫn cho tất cả mọi người, không phải trong vấn đề sinh lý và vấn đề về sắc thì, mà khỏa thân là tượng trưng cho cái sự gọn gàng và làm dịu đẹp, và để cho người ta có yêu đời trong đời sống mà không có cái gì trực tiếp là nghệ thuật tạo hình. Về nghệ thuật tạo hình cũng còn một mảng nữa, đó là vấn đề phê bình về nghệ thuật tạo hình. Theo họa sĩ Hồ Thành Đức thì cái mảng về phê bình, bình luận về nghệ thuật tạo hình hiện nay của chúng ta ở đây như thế nào? Ở đây gần như là cái mặt đó rất hiếm, gần như ngay trước Hoa Kỳ cũng vậy thôi. Mình biết phê bình, mình biết giới thiệu thì được, có rất nhiều trường chỉ dạy ngăn đó thôi, nhưng mà muốn biết phê bình là phải có cái năng kiến. À, cũng như cái người mà viết phê bình cũng như là cái người lên chồng lên bóng mà phải nhập với nghệ thuật, và phải mang một cái tâm hồn tạo hình của họa sĩ, của người làm nghệ thuật đó, và phải nâng cao nó lên một cái mức ngoài cái xác thịt ra, và cái đẹp của xác thịt ra thì là cái đẹp tuyệt vời. Thế mà đó là ví dụ như người ta, những cái ông mà ông làm tượng Venus chẳng hạn, những cái tượng mà
thật thắm quả thân những cái nơi người ta thờ cái người quả thân đó. Đó là vừa nghệ thuật tạo hình mà vừa tôn sưng cái vẻ đẹp của người Nhật Bản. À, hồi nãy họa sĩ Huỳnh Đức có đề cập tới cái loạt tranh đang vẽ là cái đẹp của Hoa Kỳ và cái đẹp ở Việt Nam. Họa sĩ thì hiện nay đang ở Hoa Kỳ, còn Việt Nam thì xa xôi như vậy. Họa sĩ sẽ vẽ cái đẹp ở Việt Nam qua những cái ký ức của mình hay là sẽ có những chuyến đi về Việt Nam để mà thu nhận những cái vẻ đẹp? Tôi còn mang theo một số đẹp, tranh đẹp. Và việc đẹp của Việt Nam là đẹp của cũng trong, ví dụ như vậy, đẹp đến đồng, đẹp của Hoa Kỳ, đẹp của ngực. Ví dụ nói về cái là rừng núi, rừng núi thì tôi có những bức tranh nó có sẵn. Từ qua bên này của Hoa Kỳ thì tôi mới vẽ. Tôi mới vẽ, ví dụ tôi vẽ được con thơ, tôi vẽ buổi đầu của người Mỹ qua đây, thành lập nước Mỹ, chỉ thấy núi rừng, trong cái xe hơi của Mỹ, là cái ngựa là đầu tiên mà, cái ngựa để trước là đầu tiên, thành thử ra lựa những cái gì đẹp của Mỹ vẽ lên, và lựa những cái gì đẹp. Người Việt Nam vẽ về Việt Nam, tôi có nhiều bức tranh vẽ về Việt Nam. Cái đẹp thì là nó có tính cách chủ quan, và đối với người họa sĩ thì cái chủ quan nó càng lớn nữa. Vậy thì họa sĩ Hồ Thành Đức cho một cái nhận xét ngắn gọn là cái giống nhau và cái khác nhau giữa cái đẹp ở Việt Nam và cái đẹp ở Hoa Kỳ. Có những gì giống nhau và những gì khác nhau? Thì ở đâu nó cũng có nhà cửa, cũng có thứ hoặc cũng có đầm bà, cũng có đó là giống nhau. Nhưng mà nó khác cái là ở Hoa Kỳ nó tương tự. Một cái đẹp nó có tổ chức, cái đẹp nó được dọn sửa lại, là có đường lối. Còn Việt Nam vẫn là cái thứ nước mà văn minh của Á Đông mà, nó vẫn có những cái bề bộn của nó, vẫn có những cái phức tạp. Ví dụ chúng ta thấy cái nhà thờ của người Mỹ đẹp lắm, nhưng mà nó đẹp rải rác, phân ra từng mảng một, nó có lập thể mới đi. Còn cái đẹp của Việt Nam nó cần những chi tiết rộng cũng văn hóa nó nằm trong. Tôi dự kiến mỗi đời có cái đẹp, nhưng mà mình phải ở với cái đẹp của nó cho lâu, mình có kỷ niệm với nó thì mới đưa lên tác phẩm được. À, cảm ơn họa sĩ Hồ Thành Đức, gặp nhau ở quán cà phê Factory, và chúng ta sẽ gặp nhau ở xưởng vẽ của họa sĩ Hồ Thành Đức trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh.